Không cần phải gato với nước bạn nữa, các trường ở Việt Nam đã bắt đầu tung ra giấy báo nhập học xịn sò với những thiết kế khiến tân sinh viên u mê. Những năm trước, chắc hẳn chúng ta đều vô cùng tò mò và ngưỡng mộ đối với học sinh Trung Quốc khi mà giấy báo nhập học các trường nước bạn quá xịn sò, độc đáo như một combo tác phẩm nghệ thuật. Thế thì năm nay, nhiều tân sinh viên ở Việt Nam đã có thể phồng mũi tự hào vì giấy báo nhập học ở một số trường cũng đỉnh chóp không kém. Có thể kể đến như Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp với thiết kế sáng tạo, dễ thương. Nhưng bùng nổ nhất phải kể đến Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội. Chọn bộ giấy báo gồm có một cuốn sách Hành trình kiến tạo tương lai. Ý tưởng chủ đạo chính là dòng sông tri thức, tượng trưng cho hành trình hướng về phía mặt trời, cho tương lai chờ đợi ở phía trước. Các chi tiết trong ấn phẩm như là tòa nhà, con đường, trang phục, khuê văn các, cầu thê húc, dòng nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội đường phố đều mang hàm ý đại diện cho các ngành đại học tại trường này, bao gồm thương hiệu, giải trí, đô thị, di sản, thiết kế sáng tạo, kiến trúc và thiết kế cảnh quan, nghệ thuật thị giác. Giấy báo trúng tuyển của Đại học Chính quy năm 2024 được cuộn tròn gắn trong cuốn sách, giấy đeo và bao thẻ cũng được gửi kèm. Bên trong bao thẻ là hai chữ Thạnh Đạt theo kiểu thư pháp do giảng viên của nhà trường phóng bút. Vật dụng cuối cùng trong bộ giấy báo là bút viết cá nhân hóa. Đặc biệt, chiếc bút được khắc tên của từng bạn thí sinh thể hiện sự trân trọng của nhà trường đối với các bạn. Ngoài ra, một số trường khác như Đại học Jesin Đà Lạt cũng công bố mẫu giấy báo trúng tuyển hồi tháng 7. Với thiết kế gấp mở, giấy báo tương tự một tấm thiệp lớn và có tông chủ đạo là màu đỏ. Jesin Uni gửi tặng bạn một cánh hoa lavender của Đà Lạt. Hoa lavender là biểu tượng cho sự tinh khiết, duyên dáng, nhẹ nhàng và tận tâm. Hay thư mời của Đại học Công nghệ Miền Đông, MIT Uni, được thiết kế rất đặc biệt khi mang hình ảnh của trường vào trong thư mời nhằm giúp cho các học sinh có thể nhìn lại được những kỷ niệm sau khi trở thành tân sinh viên và cả sau khi các bạn tốt nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.